chế tạo ba lô tắm miễn phí nè. Và kiểu tóc này cũng miễn phí luôn đây mọi người. Mình Vũ Bí Kinh nè, hứa sẽ sớm cho mọi người chế tạo những vật phẩm miễn phí nha. Nhớ like video và đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Mới vào game các bạn chạy tới Avo nha. Ở đây á, thì các bạn có thể là chế được là tóc ngắn táo xinh nè. Để mà chế được các bạn cần có 350 su bingo và 10 bắp cải xanh nha. Bắp cải xanh thì một xíu mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Còn cái ba lô táo này á, thì các bạn sẽ cần có 250 su nè bingo cộng với lại táo nha mọi người. Còn cái chuồng nuôi thú cưng này á, thì các bạn sẽ tốn 200 su bingo nha, với lại là mấy nhánh cây này thôi nha mọi người. Chuồng nuôi thú cưng thì các bạn có thể chứa được 6 bé thú cưng nha. Và đây là tất cả các cách kiếm su bingo này các bạn ơi. Đầu tiên là giúp đỡ NPC nha. Có 3 NPC mới để cho mọi người giúp đỡ để kiếm su bingo nha các bạn ơi. Tiếp theo là thương lái thời vụ nè. Thì các bạn ông này ông bắt mắt lắm nha mọi người ơi. Tiếp theo nữa là các bạn có thể là mua từ cửa hàng bằng cách là nạp nha. Còn cách nữa là các bạn sẽ rất là sử dụng nhiều nè, đó là câu cá ở chỗ bể cá chè hoa nha mọi người ơi. Thì cái bể cá này á, thì vị trí của nó nằm trước ngay cái sàn nhảy đó mọi người. Và để mà câu được á, thì các bạn sẽ phải câu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối nha. Đây là khung giờ để cho mọi người câu nè. Và câu thì các bạn sẽ nhận được những cái hộp như thế này, mở ra sẽ nhận được xu nha. Trong sự kiện lần này cũng có trò chơi bingo để cho mọi người chơi đó nha. Và các bạn cần phải có su bingo để chơi nha các bạn. Những cách kiếm su bingo thì mình đã nói cho mọi người nghe rồi ha. Còn bây giờ để mà chơi được trò này á, thì đầu tiên một ngày các bạn sẽ nhận được 3 lượt miễn phí nè. Tốn 20 xu thì các bạn sẽ mở được một vị trí ngẫu nhiên nha. Còn tốn 200 xu các bạn có thể là chọn được vị trí các bạn muốn nè. Và các bạn hoàn thành được một hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo 3 hàng á, thì các bạn sẽ nhận được đầu tiên đó là đôi dép nha mọi người, dép táo nha. Tiếp theo 5 hàng á, thì mọi người sẽ nhận được mũ táo nha. Và cuối cùng 10 hàng là full đó mọi người ơi, là các bạn sẽ nhận được bộ đồ. Cho mọi người xem những vị trí sau khi cập nhật để vô tìm cho dễ nha. Đầu tiên là Avo đứng ngay chỗ cái tàu điện ngầm nè mọi người. Tiếp theo nữa đó là chỗ câu cá là trước cái chỗ sàn nhảy nha. Và đây là trứng slam trái cây mới nè, nở ra thì các bạn sẽ nhận được những slam hiếm ha. Rồi và trong thời gian chờ đợi cập nhật xong á, thì mình đã hướng dẫn cho mọi người những vị trí cũng như là cách chế tạo rồi nha. Các bạn chỉ việc vô và làm theo thôi, rất đơn giản luôn đúng không. Và trong hộp bóc thăm lần này á, thì làm hộp bóc thăm có cái búa khổng lồ nha mọi người ơi. Một xíu thì mình sẽ vô bóc thăm cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì mình sẽ mở hộp trong thời gian chờ đợi mà cập nhật nha mọi người. Ở trong cái hộp đằng này á, thì mình thấy nhân vật á, thì có một nhân vật kiểu như có một cái băng đô ánh trăng. Hộp bóc thăm về chủ đề là hắc nguyệt nha mọi người, nó kiểu là trăng đen ha. Ui, hơi bị căng đó các bạn. Rồi để mình đổi coi thẻ là thẻ hôm nay mình sẽ ra gì đây. Cá khổng lồ. Ui, mới mở ra là ra cá khổng lồ rồi. Chả biết cho bạn nào mà chưa có thẻ cá khổng lồ này nha. Ai ai ai, tịnh nha mọi người ơi. Ui, có bạn nào thích cái hộp bóc thăm mới không ta? Để mình xíu mình vô mình bóc thử 10-20 hộp thử ha. Ở cái búa nó bự lắm các bạn ơi, mình nghĩ là cái búa nó hơi bị xịn á. Rồi, một xíu nữa mình sẽ vô mình bóc xong. Còn bây giờ thì mình mở thẻ nha các bạn. Xem mình mở ra được những thẻ gì thiếu không ha. Revip cổ động ha. Rồi, nãy giờ mới mở sơ sơ được 10 hộp rồi nè. Không biết là mọi người đã full sự kiện lần này chưa ha. Các bạn nào mà chưa full cái sự kiện thẻ lần này á, thì giờ vô full lại để kiếm kim cương mở cái hộp mới nha các bạn. Hộp mới để kiếm cái búa nha, búa cầm đã lắm. Lần đầu tiên mình nhìn vô cái búa mình tưởng nó kiểu nó bán phía sau, mình tưởng là cái ba lô phản lực các bạn. Tưởng ba lô phản lực mới không ạ. Ủa sao nãy giờ mở toàn là 3 sao không vậy ta. Ê xu nha mọi người. Ê kìa sao 3 sao không vậy. Mở được ra cái thẻ cá khổng lồ cái bị xu nha. Kà không xu xu vậy xíu mở hộp mới có khi là hên nha. Rồi thẻ hiếm gì đây mọi người ơi. Thử thách kỷ lục thế giới. Ui may quá. Khi tính ra cái hộp này mình mở được 2 thẻ VIP luôn các bạn ơi. Và 2 thẻ VIP là 2 thẻ vàng nha. Ô là trời. Nhả ví cho bạn nào chưa có 2 thẻ này nha mọi người. 2 thẻ xịn nhất luôn á. Mình có nên mở nữa không? Và đây là cái búa mà các bạn hot nhất trong ngày hôm nay nè mọi người ơi. Ui, đập đá có hiệu ứng luôn nha. Và cái búa này có tên là búa sức mạnh hắc ám nha mọi người. Không phải sức mạnh hắc nguyệt nha các bạn. Rồi, và cái búa này nền tím thôi nha mọi người ơi, chứ không phải là nền VIP ha. Ui, và trong cái hộp bóng thăm này á, có nhiều rất là đồ hiếm luôn nha. Đầu tiên thì cái búa, ủa cái búa là nền tím mà đúng không? Trong hình ảnh á thì nhập hành để là hình nền tím nha. Nhưng mà cái khung phía trên á thì nhìn nó giống VIP nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ có một cái băng đô kiểu như là hắc nguyệt nè. Kiểu như có một cái ánh trăng ở trên đầu nữa các bạn. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ nhận được bộ đồ tóc. Rồi các kiểu của đồ nữ ha. Nói chung là đồ nữ và những cái món đồ nội thất đó nha mọi người. Rồi đó là những cái món đồ mà xíu mà các bạn nhớ vô để mở hộp bóng thăm mới nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lượm những cái thẻ nha mọi người. Để một xíu để tối mình vô làm mini game cho các bạn.
Boop 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 bo